tập không? Nhưng mà hát sao lại nghe ai sao lại theo á? Tại vì chị hát có không? Em bị kéo thì chưa làm phép nến ấy. Ý là bảo là đây là dẫn chưa làm phép nến. Nhưng mà phải tắt hết điện đi rồi. Vâng. Mình đang nghe danh sách xin nế. Một người xin cầu cho linh hồn Joan Bautista và linh hồn Phêrô. Một người xin cầu cho linh hồn mẹ là Anna nhân lễ giỗ 2 năm. Một người xin cầu cho các linh hồn. Gia đình Tiến Hường xin cầu bình an cho gia đình và xin cầu cho các linh hồn mồ côi. Một người xin cầu cho linh hồn Joan Bautista mới qua đời. Gia đình Thắng Thương xin lễ tạ ơn. Vợ chồng Cường Hằng xin lễ tạ ơn, xin cầu cho linh hồn ông bà tổ tiên và cầu bình an cho gia đình. Kính thưa cộng đoàn, đêm nay là đêm cực thánh, đêm chiến thắng khải hoàn của Đức Kitô. Phụng vụ đêm nay được mở đầu trong đêm tối và thinh lặng, để chúng ta nhớ lại cái chết của Đức Kitô. Thế rồi, từ trong bóng tối chết chóc này,
bỗng vụt lên ánh sáng lung linh huy hoàng của cây nến phục sinh, biểu tượng sự sống lại vinh quang của Chúa Kitô, ánh sáng vĩnh cửu muôn đời của Thiên Chúa. Từ ngọn nến rạng người này, ánh sáng sẽ lan tỏa đến ngọn nến của mỗi người chúng ta, cho tới khi tiếng reo vui phục sinh vang lên trong cộng đoàn, tràn ngập ánh sáng, hòa chung vui với toàn thể hội thánh. Mỗi người chúng ta được mời gọi thắp sáng lại cuộc đời chúng ta bằng ánh lửa phục sinh. Ánh lửa đức tin đã được đem đến cho chúng ta qua bí tích thanh tẩy. Ánh lửa hy vọng một trời mới đất mới được mở ra nhờ quyền năng tất thắng của Đức Kitô. Ánh lửa yêu thương nối kết mỗi người chúng ta trong thân thể nhiệm màu của Đức Kitô. Xin mời cộng đoàn cùng sốt sắng tham dự nghi thức đêm vọng phục sinh qua bốn phần sau: nghi thức làm phép rửa và rước nến phục sinh, phụng vụ lời Chúa, phụng vụ thánh tẩy, phụng vụ thánh thể. Xin mời cộng đoàn đứng. Anh chị em thân mến, trong đêm rất thánh này, xin cộng đoàn quay về phía sau. Đêm Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, tức là từ cõi chết sống lại. Chúng kêu mời con cái ở nơi trên hoàn cầu cùng họp nhau lại mà canh thức cầu nguyện. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau chăm chú nghe lời Chúa và sốt sắng cử hành những bí tích tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, với niềm hy vọng sẽ được cùng Người chiến thắng sự chết và cùng Người luôn sống kết hợp với Chúa Cha. Lạy Chúa, chúc con một đến giải ánh vinh quang rực rỡ của Chúa vào lòng tín hữu. Xin thánh hóa ngọn lửa mới này. Và trong suốt thời gian mừng lễ vượt qua, xin cho niềm khao khát nước trời cũng bừng lên thiêu đốt lòng chúng con và thanh tẩy muôn vàn tội lỗi, để mai sau chúng con xứng đáng vào thiên quốc tham dự lễ ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đức Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, là Alpha và Omega, là khởi nguyên và tận cùng, Người làm chủ thời gian và muôn thế hệ. Vạn tuế Đức Kitô đấng vinh hiển quyền năng. Vạn tuế. Amen. Vì năm vết thương, chí thánh và vinh hiển, xin Chúa Kitô gìn giữ và bảo vệ chúng ta. Amen. Xin Đức Kitô đấng phục sinh vinh hiển chiếu rọi ánh sáng của Người để phá tan bóng tối đang bao phủ lòng trí chúng ta.
ánh sáng Chúa Kitô. Ánh sáng Chúa Kitô. Ánh sáng Chúa Kitô. Lời công bố tin mừng phục sinh vừa là một trường ca phụng vụ đẹp, đẹp từ âm điệu cho đến lời ca, vừa là một sứ điệp về bến cố phục sinh của Chúa Kitô. Đó chính là niềm hân hoan ca tụng, tạ ơn của những con người được Thiên Chúa cứu chuộc. Vì các kỳ công Thiên Chúa thực hiện trong đêm cực thánh này, chúng ta hợp với các thần thánh trên trời, nhân loại dưới thế và toàn thể vũ trụ cùng ca tụng Thiên Chúa. Kêu xin cùng Chúa Huy Linh tha thiên khấn xin lòng Chúa nhân từ. Thần chính đáng viếng dâng lên tâm tư ca tụng Thiên Chúa Cha, đấng thiêng liêng toàn năng, cùng Đức Giêsu Kitô con một người Chúa chúng tôi. Ngài thế chúng tôi ra nửa Adam với Chúa Cha muôn thuở, và đồ màu quy ra để tẩy sạch ăn tối.
tông xưa. Chính đây là lễ vượt qua mà chiến thần chịu sát tế nơi cửa nhà dân Chúa đã đường ghi dấu máu chiến. Nay là đêm mà trong chúng tôi là con cái Israel thoát ly Ai Cập xưa. Chúa đã cho tiến qua biển đó vẫn khô chân. Chính đây là đêm như ánh sáng cột lửa thiêng xua tan bóng đèn tối lối nhân gian. Đây là đêm mà hôm nay ai tin cậy nơi Chúa Kitô khắp trên trần gian đường cứu thoát hết các vết nhơ và tối tăm tội khiến đường ơn thiêng đưa về hầm đoàn cùng các thánh nhân. Nay là đêm xiềng xích bị bẻ tung, Đấng Kitô ra khỏi ngục vinh thăng tiến lên. Nguồn phúc cứu thế nếu không trao ban, chúng ta sinh ra nào có ích chi. Ôi huyền nhiệm thay, lòng Thiên Chúa yêu trần thế chúng tôi. Tình thương yêu của Chúa không ai hiểu thấu, để cứu đầy tớ Chúa đã nộp chính con yêu. Ôi cần thiết thay tội Adam, tôi đã đường tẩy xóa, chính nhờ sự chết Chúa Kitô. Ôi tôi hồng phúc vì cho chúng ta đấng cứu chuộc rất cao sang. Vì thế sự thánh thiền của đêm nay xua đuổi hết tội khiến, tay sạch vết nhơ người có tôi được sạch trong, kẻ ưu phiền sướng vui hân hoan. Kính lạy Cha Chi Thánh, quyền xin trong nguồn ơn thánh đêm nay nhận cho hương thơm lễ chiều hôm là lễ nghi dâng cây nên làm bởi sáp bóng tinh tuyền đây do tay thượng tác viên giao hội cùng kinh dâng lên. Ôi đêm hồng ân này, đêm nối kết trời đất, kết nơm Thiên Chúa với muôn người thế chúng tôi. Nguyện xin cho cây nên này dâng Chúa đây, luôn luôn đường toàn sáng, phá tan mọi bóng tối đêm nay. Nguyện cho ngọn nến lung linh hòa với muôn muôn vì sao, luôn đường Chúa đoái thương xem như hương trầm ngát thơm bay. Ước mong ngồi sau mai sẽ gầm gỡ ánh lửa này chiếu sáng luôn. Này đây ngôi sao không bao giờ lặn đi,
chính là con Chúa, Đức Kitô, ngôi sao từ nơi tối tăm vượt lên chiếu sáng nhân gian. Người là đấng thông tri hàng sông, đến muôn đời muôn kiếp vinh quang. Amen. Phần 2. Phụng vụ lời Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta đã long trọng khai mạc đêm canh thức vượt qua. Giờ đây chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa. Chúng ta hãy gặm xem trong thời cựu ước, Chúa đã cứu chuộc dân người làm sao, và trong thời đại cuối cùng này, người lại sai con một đến cứu chuộc chúng ta thế nào. Chúng ta hãy xin Chúa hoàn tất công trình cứu độ mà người đã khởi sự trong mầu nhiệm vượt qua. Xin mời cộng đoàn ngồi, xin tắt nến. Trích sách Sáng Thế. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa phán, đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy, Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra, quả rất là tốt đẹp. Đó là lời Chúa. Chưa
cầu đầy dẫy muôn vàn ánh hào quang. Muôn thu ngước nhìn lên ngài, đời mong bữa no lòng, nơi tay ngài thương ban, chúng vội vàng lượm ngay khi Chúa tặng, ngài mà mở tay. Mời cộng đoàn đứng dâng lời cầu nguyện. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sáng tạo con người cách lạ lùng và cứu Chúa còn lạ lùng hơn nữa. Xin ban cho chúng con một tinh thần khôn ngoan sáng suốt, biết trông trả tội lỗi hằng quyến rũ chúng con, để mai sau được hưởng phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách xuất hành. Khi ấy, con cái Israel thấy người Ai Cập tiến đến sau lưng, thì kinh hãi, liền lớn tiếng kêu cầu Đức Chúa. Đức Chúa phán với ông Môsê: Có gì mà phải kêu cứu ta? Hãy bảo con cái Israel cứ nhổ trại. Phần ngươi, cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra cho có lối đi khô ráo ngay giữa lòng biển, để con cái Israel đi vào. Còn ta sẽ làm cho lòng người Ai Cập ra chai đá, chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. Bấy giờ ta sẽ được vẻ vang hiển hách khi đánh bại Pharaô cùng toàn thể quân lực chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Người Ai Cập sẽ biết rằng chính ta là Đức Chúa khi ta được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pharaô cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Thiên sứ của Thiên Chúa đang đi trước hàng ngũ Israel, lại rời chỗ mà xuống đi đằng sau họ. Cột mây bỏ phía trước mà đứng về phía sau, chen vào giữa hàng ngũ Ai Cập và hàng ngũ Israel. Bên kia mây tỏa mịt mù, bên này mây lại sáng soi đêm tối, khiến cho hai bên suốt đêm không sáp lại gần nhau được. Ông Môsê giơ tay trên mặt biển, Đức Chúa cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, dồn biển lại, khiến biển hóa thành đất khô cạn. Nước rẽ ra và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Quân Ai Cập đuổi theo, toàn thể chiến mã, chiến xa và kỵ binh của vua Pharaô tiến vào giữa lòng biển. Đằng sau dân Israel, vào lúc gần sáng, từ cột lửa và mây, Đức Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai Cập, người gây rối loạn vào trong hàng ngũ chúng, người làm cho chiến xa kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả mới di chuyển nổi. Quân Ai Cập bảo nhau: Ta phải trốn bọn Israel vì Đức Chúa chiến đấu chống lại người Ai Cập để giúp họ. Đức Chúa phán với ông Môsê: Hãy giơ tay trên mặt biển, nước sẽ ập xuống trên quân Ai Cập cùng với chiến xa và kỵ binh của chúng. Ông Môsê giơ tay trên mặt biển và biển ập lại như cũ. Vào lúc tảng sáng, quân Ai Cập đang chạy trốn thì gặp nước biển,
Đức Chúa xô ngã quân Ai Cập giữa lòng biển. Nước ập xuống, vùi lấp chiến xa và kỵ binh, vùi lấp toàn thể quân lực của Pharao đã theo dân Israel đi vào lòng biển. Không một tên nào sống sót, còn con cái Israel đã đi vào dòng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Ngày đó, Đức Chúa đã cứu Israel khỏi tay quân Ai Cập. Israel thấy quân Ai Cập phơi thây trên bờ biển. Israel thấy Đức Chúa đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai Cập. Toàn dân kính sợ Đức Chúa, tin vào Đức Chúa. Ông Mô-xê, tôi trung của người. Bấy giờ, ông Mô-xê cùng với con cái Israel hát mừng Đức Chúa bài ca sau đây. Họ ca rằng: ấy sức mạnh tôi, lời ca nơi miệng tôi là Chúa, nguồn cứu thoát của tôi. Vâng lên muôn lời ca, muôn lời ca, ca ngợi Chúa, cùng chỉ vì danh người ca ngợi. Thiên Chúa tôi hát khen người, thần của tổ tiên tôi tán dương ngài. Vâng lên muôn lời ca, muôn lời ca. Là đấng anh hùng chiến sĩ, đấng anh hùng chiến sĩ, danh ngài là Đức Chúa, là Đức Chúa. Vâng lên muôn lời ca, muôn lời ca, ca ngợi Chúa, ca ngợi Chúa, vì danh người ca ngợi. Cộng đoàn đứng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa dưới ánh sáng tin mừng, Chúa cho thấy ý nghĩa kỳ công Chúa đã thực hiện trong thời cứu ước. Qua vậy biển đỏ tượng trưng cho dòng nước thanh tẩy, còn dân Do Thái thoát vòng nô lệ là hình ảnh của dân Chúa ngày nay. Xin cho các dân tộc trên khắp địa cầu nhờ lòng tin vào Chúa được hưởng những đặc ân của Israel và được tái sinh khi lãnh nhận Thánh Thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách ngôn sứ Ezekiel. Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi con người, con cái nhà Israel đang cư ngụ trên đất của chúng, đã làm cho đất ấy ra ô uế vì lối sống và các hành vi của chúng. Ta đã trút xuống trên chúng cơn thịnh nộ của ta, vì máu chúng đã đổ ra trên đất ấy và làm cho đất ấy ra ô uế vì các việc ô uế của chúng. Ta đã tung chúng đi các dân và gieo chúng vào các nước. Ta đã căn cứ vào lối sống và các hành vi của chúng mà xét xử. Chúng đã làm cho danh ta bị xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến, khiến người ta nói về chúng rằng: Đó là dân của Đức Chúa, chúng đã phải ra khỏi xứ của người.
Nhưng ta ái ngại cho thánh danh ta đã bị nhà Israel xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến. Vì thế, ngươi hãy nói với nhà Israel: Đức Chúa là Chúa thượng phán thế này. Hỡi nhà Israel, không phải vì các ngươi mà ta hành động, mà vì danh thánh của ta đã bị các ngươi xúc phạm giữa các dân các ngươi đã đi đến. Ta sẽ biểu dương danh thánh thiện vĩ đại của ta đã bị xúc phạm giữa chư dân, danh mà các ngươi đã xúc phạm ở giữa chúng. Bấy giờ, chư dân sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa, sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Khi ta biểu dương sự thánh thiện của ta nơi các ngươi ngay trước mặt chúng, bấy giờ ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi. Rồi ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch. Các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của ta và đem ra thi hành. Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân của ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi. Đó là lời Chúa. Hỡi mau cày trống luôn vào Chúa,
đấy Chúa Trời đầy nhân hậu, Người luôn cứu nguy ta. Mời cộng đoàn đứng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là sức mạnh thường hằng bất biến, là ánh sáng tồn tại muôn đời. Xin đoái nhìn toàn thể hội thánh và dùng hội thánh như bí tích kỳ diệu để hoàn tất công trình cứu độ muôn dân. Ước chi cả thế giới nghiệm thay và nhìn nhận rằng vạn vật suy vong và được trỗi dậy, muôn loài già côi và được đổi mới, và hết thảy được phục hồi nguyên vẹn như xưa, nhờ chính Đức Kitô là căn nguyên tất cả, Người hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, hòa bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con ngợi lạy Chúa. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng ánh vinh quang của Đức Kitô sông lại làm cho đêm thanh này rực sáng. Xin cử Thánh Thần đến đổi mới và làm cho chúng con thêm lòng hiếu thảo để phục vụ Chúa tận tình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài chiếc thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha,
thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người nhờ được sống lại như Người đã sống lại. Chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ Người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Người đã chết là chết đối với tội lỗi và một lần là đủ. Nay Người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Đó là lời Chúa. Mời cộng đoàn đứng. Alleluia, alleluia, Hallelujah.
trên vì Chúa gần con sẽ truyền rao công của Ngài. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hết ngày Sa-bát, bà Maria Magdala với bà Maria mẹ ông Giacôbê và bà Salome mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau, ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây? Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi. Các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng. Các bà hoảng sợ, nhưng người thanh niên liền nói, đừng hoảng sợ, các bà tìm Đức Giêsu Nazareth, đấng bị đóng đinh chứ gì. Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa, chỗ đã đặt người đây này. Xin các bà về nói với môn đệ người và ông Phêrô rằng, người sẽ đến Galilê trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy người như người đã nói với các ông. Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai vì sợ hãi. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, ba lần Đức Giêsu tiên báo không chỉ là tiên báo về cuộc khổ nạn, Ngài đã luôn nói về cuộc hành trình của Ngài và luôn đặt biến cố phục sinh giống như là chặng cuối cùng của cái hành trình khổ nạn. Cuộc hành trình của Đức Giêsu không kết thúc với cuộc thương khó và cái chết, nhưng bằng cuộc phục sinh, bằng sự sống chan hòa ở nơi Thiên Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh sử Marco không mô tả cuộc phục sinh của Đức Giêsu, nhưng kể về cách
Ba người phụ nữ nhận ra sứ điệp phục sinh. Khởi điểm là lòng trung thành, bền bỉ của họ đối với Đức Giêsu Kitô. Từ sáng tinh sương, các bà đã đi ra mộ. Những phụ nữ này là những con người đã chứng kiến cuộc khổ nạn, đã chứng kiến việc Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá. Và có hai bà đã xem chỗ Đức Giêsu được mai táng. Việc các bà đến mộ từ sáng sớm để ướp xác Đức Giêsu chứng tỏ các bà không hề có một ý tưởng về sự sống lại. Vì các bà đã có mặt trên đồi sọ, từ xa các bà đã chứng kiến Đức Giêsu đã chết trên thập giá. Các bà cũng có mặt khi ăn táng Ngài. Các bà có mặt và chứng kiến cái chết của Đức Giêsu như là những chứng nhân. Đức Giêsu đã chết. Nhưng sự hiện diện của họ thật đáng lưu ý khi thấy tất cả các môn đệ đều đã bỏ trốn hết. Khi Đức Giêsu bị bắt, đối với các ông, dường như mọi niềm hy vọng đã sụp đổ tan tành. Ngược lại, dường như các phụ nữ này đã gắn bó với Đức Giêsu và không những chờ đợi nhưng còn hy vọng. Nhưng với lòng trung thành của các bà, sự trung thành thúc đẩy các bà làm cho người quá cố điều gì còn có thể làm được. Đó chính là ướp xác Đức Giêsu. Vì thế là sáng tinh sương sau ngày Sa-bát, họ đã ra mộ của Chúa. Có lẽ mặt trời ở đây được nêu ra như là biểu tượng của sự sống, đối lại với đêm là biểu tượng của sự chết. Các bà đã đến từ thập giá và đi ra mộ của Chúa. Các bà đã chứng kiến cái chết tàn bạo của Đức Giêsu, nên các bà chờ đợi gặp một người chết, một xác chết ở trong mộ. Các bà đã được chuẩn bị như thế để đã được gặp Đức Giêsu phục sinh. Tảng đá đã được lăn ra, hình ảnh này có một ý nghĩa biểu tượng, có nghĩa là quyền lực của cái chết đã bị đánh tan. Rồi khi các bà vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng. Các bà hoảng sợ. Các điểm này chứng tỏ các bà đã tiếp cận với một cái yếu tố thuộc thiên giới. Đây là một sứ thần. Bây giờ, các bà được người thanh niên loan báo rằng Đức Giêsu người Nazareth, đấng đã chịu đóng đinh, đấng đã chết trên thập giá, đã được Thiên Chúa cho sống lại. Đối với các độc giả của Tin Mừng theo Thánh Marco, lời khẳng định này có một âm vang rất là đặc biệt, bởi vì khiến họ nhớ đến Tin Mừng đã được rao giảng cho họ. Trong các bài diễn từ của sách Công vụ Tông đồ, chúng ta thấy luôn luôn có cặp đối lập khổ nạn và phục sinh là đặc điểm của sứ điệp Kitô giáo nguyên thủy. Và hơn nữa, tên của người Nazareth nằm trong những bài giảng và lời tuyên xưng của đức tin thời bấy giờ. Vậy khi Thánh Marco nhắc lại những lời này của sứ thần, cũng như là khi Thánh Luca nhắc lại những lời của Phêrô cùng với những từ ngữ ấy, các độc giả của hai vị vì đã quen với lối nói ấy đã nhận ra kiểu diễn tả là căn bản của niềm tin của họ. Họ đã nhận được cách diễn tả này từ lời các tông đồ rao giảng. Ngay khi tảng đá đã lan ra một bên, các bà đã sửng sốt và ghi nhận là tảng đá đã được lan ra một bên rồi. Và khi chú ý rằng tảng đá đó là một tảng đá rất lớn, dường như đối với những người phụ nữ thì họ không thể nào lăn những cái tảng đá đó ra được. Qua đó, tác giả muốn nhấn mạnh thêm sự ngạc nhiên của các bà về biến cố này. Và phản ứng của các bà là khi vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai vì sợ hãi. Đây là một kết thúc mở, được hiểu như là một lời mời cho mỗi người chúng ta đọc lại tin mừng.
Điều này đúng nếu hiểu việc đọc lại như là một khuyến khích diễn tả ra trong đời sống thực tế của mỗi người Kitô hữu chúng ta, như là sự sẵn sàng đáp lại yêu cầu bước theo Đức Giêsu trong hành trình từ Galilê về lên Jerusalem và được phác họa trong Tin Mừng. Kết luận nó không phải là một sự ngẫu nhiên, vì sứ thần nhắc lại những công thức thuộc về lời rao giảng hoặc là giáo huấn mà độc giả đã biết. Tác giả muốn nhắn họ lưu ý đến lời của Đức Giêsu, lời này vẫn tiếp tục đi đến với họ và ban cho họ mầu nhiệm. Đó chính là Đức Kitô phục sinh, và nhờ Tin Mừng vẫn luôn được loan báo và được sống trong đời sống của giáo hội. Anh chị em thân mến, tới lượt chúng ta, mỗi người chúng ta cũng được mời lấy đức tin và nhận lấy sứ điệp phục sinh của giáo hội, như là lời của Chúa được ngỏ với mỗi người chúng ta hôm nay. Chúng ta hãy đón nhận sứ điệp này như là mặc khải về thực tại ơn cứu độ đã được thực hiện và được cống hiến ngay từ bây giờ cho loài người nơi Đức Giêsu Kitô phục sinh. Sau những giây phút đau buồn, sau những giờ hồi hộp nín thinh vì biến cố Đức Giêsu chịu đóng đinh, làm biết bao nhiêu người phải đau khổ, sau những giờ thật thất vọng, các môn đệ hầu như chưa ra khỏi cái cơn mơ và chưa hết hoảng hồn vì thầy của họ đã bị bắt, đã bị giết chết một cách thê thảm ở trên thập giá. Hội thánh đi vào mầu nhiệm của sự chết của Đức Giêsu. Hội thánh sau những giờ phút, sau những ngày im lặng để hiệp thông với nỗi thống khổ của Đức Giêsu, và giờ đây trong đêm cách thức vượt qua, hội thánh tràn ngập niềm vui, đầy hân hoan và vui mừng. Chúa Giêsu bị chết trên thập giá, được tháo xuống khỏi cái thập giá, rồi xác của Ngài được mai táng trong mộ. Nay Ngài đã sống lại, Ngài đã sống lại thật như Ngài đã loan báo trước đây. Đây là cốt lõi của Tin Mừng phục sinh, đó là của đêm canh thức. Đêm hôm nay, ngay từ những năm đầu tiên, Hội Thánh đã cử hành biến cố Chúa phục sinh hết sức là long trọng, đầy ý nghĩa và ấn tượng. Đêm nay là một đêm đầy hồng phúc, đêm chiến thắng của tử thần, đêm chiến thắng tử thần của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đánh bại thần chết. Mỗi năm khi mừng lễ phục sinh, chúng ta được chiêm ngưỡng tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Và chúng ta đã đón nhận sức mạnh của Đức Kitô để có thể phá vỡ những hòn đá đang chôn vùi cuộc đời của chúng ta, để thực sự mỗi người chúng ta có thể sống lại với Đức Giêsu trong ngày hôm nay. Lời Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta trong giờ phút này, trong giờ phút hòn đá của cuộc đời của chúng ta đang còn ngăn cản mỗi người chúng ta, đó chính là sự kiêu căng, sự thiếu trong sạch, lười biếng, không lưng thiền, hay dần hờn, hay ghen tuông. Cùng với Đức Kitô, lời Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy ném nó ra khỏi cuộc đời của chúng ta để tận hưởng niềm vui phục sinh một cách trọn vẹn hơn và lan tỏa niềm vui phục sinh đó cho mỗi người chúng ta gặp gỡ trong cái môi trường mà chúng ta đang sống. Chúa Giêsu đã chết để cho chúng ta được sống. Chúng ta được mời gọi hãy quyết tâm tiếp tục sống cuộc đời của Chúa, dám sống cho một niềm vui, dám chết cho những cái đau khổ của mỗi người chúng ta với những cái tham sân si trong đời sống. Tin vào tình thương yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta xin tận hiến cuộc đời để sống trọn vẹn luật yêu thương, yêu Chúa và yêu anh chị em. Xin Chúa Giêsu phục sinh giúp cho mỗi người chúng ta hăng say loan báo Tin Mừng sống lại cho nhiều người và luôn can đảm làm chứng cho Tin Mừng phục sinh trong xã hội ngày hôm nay. Amen. Phần 3, phụng vụ thánh tẩy. Mời cộng đoàn đứng.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng thánh hóa nước này, để những ai nhờ nước này mà được tái sinh cũng được hợp đoàn với con cái Chúa trong Đức Kitô. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Cầu cho chúng con thánh mỹ ca em. Cầu cho chúng con các thánh thiên thần của Thiên Chúa. Cầu cho chúng con thánh du sê. Cầu cho chúng con thánh gió cho chúng con thánh Phêrô và thánh Phaolô. Cầu cho chúng con thánh Anđê. Cầu cho chúng con thánh Gioan. Cầu cho chúng con thánh nữ Maria Magdalena. Cầu cho chúng con thánh Tê-phanô. Cầu cho chúng con thánh Lô-rên-xô. Cầu cho chúng con thánh Y-nhá-si-ô thánh Antiochia. Cầu cho chúng con thánh nữ Anđê. Cầu cho chúng con thánh nữ Perpetua và Felicita. Cầu cho chúng con thánh Gregorio. Cầu cho chúng con thánh Augustino. Cầu cho chúng con thánh Athanasio. Cầu cho chúng con thánh Basilio. Cầu cho chúng con thánh Martino. Cầu cho chúng con thánh Benedicto. Cầu cho chúng con thánh Francisco và Dominico. Cầu cho chúng con thánh Francisco Xavier. Cầu cho chúng con thánh Gioan Vianne. Cầu cho chúng con thánh nữ Teresa. Cầu cho chúng con thánh nữ Catarina thánh Chiene. Cầu cho chúng con các thánh tử đạo Việt Nam. Cầu cho chúng con các thánh nam nữ của Thiên Chúa. Cầu cho chúng con xin Chúa tỏ lòng khoan dung.
xin Chúa cứu chữa chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin Chúa cứu chữa chúng con khỏi phạm tội lỗi. Xin Chúa cứu chữa chúng con khỏi chết muôn đời. Xin Chúa cứu chữa chúng con vì mầu nhiệm Chúa làm người. Xin Chúa cứu chữa chúng con vì Chúa chịu chết và sống lại. Xin Chúa cứu chữa chúng con vì Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Chúng con là kẻ có tội. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương cai trị cùng gìn giữ hội thánh. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương gìn giữ đức thánh cha cùng các phẩm chất hội thánh trong tinh thần đạo đức. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương cho các dân tộc được bình an và hòa thuận với nhau. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương gìn giữ và thêm sức cho chúng con để phục vụ Chúa. Xin Chúa nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống. Xin Chúa nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô xin nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô xin nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô xin nhầm lời chúng con. Lạy Đức Kitô xin nhầm lời chúng con. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta cầu xin Chúa thánh hóa nước này để chúng ta rảy trên mình và mà nhớ lại bí tích thánh tẩy ta đã lãnh nhận. Cúi xin Chúa đổi mới chúng ta, giúp chúng ta luôn trung thành sống theo ơn thánh người đã ban. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong đêm cực thanh này, chúng con là dân Chúa đang họp nhau canh thức cầu nguyện để tưởng nhớ công ơn Chúa đã sáng tạo chúng con cách lạ lùng và cứu Chúa còn lạ lùng hơn nữa. Xin Chúa thương nhận lời chúng con và thánh hóa nước này do chính Chúa đã dựng nên để làm cho ruộng đất phì nhiêu màu mơ, cho thân xác con người được sạch sẽ và thoải mái. Và trải qua lịch sử cứu độ, nước thiên nhiên đã trở nên khí cụ của tình thương hai hà. Qua vậy, Chúa dùng nước biển đó cứu dân riêng khỏi vòng nô lệ và làm vọt lên giữa sa mạc khô cằn một nguồn nước cho dân dài khát. Các ngôn sứ cũng dùng hình ảnh nước mạch tuôn trào để tiên báo Chúa sẽ lập giao ước mới giữa loài người chúng con. Và sau hết, khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giô-đan, Chúa đã thanh hóa nước trong lành để thanh tẩy con người tội lỗi chúng con và cho chúng con được tái sinh nên con người mới. Vậy giờ đây, khi chúng con rảy nước thánh trên mình để nhớ lại bí tích thánh tẩy chúng con đã lãnh nhận,
Xin Chúa cho tất cả chúng con được chia sẻ niềm vui với anh chị em chịu phép thánh tẩy trong mùa vượt qua này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa đi xuôi mạnh nước tràn đầy muôn ngàn đời, hãy ca tụng Chí Tôn. Anh chị em thân mến, nhờ mầu nhiệm vượt qua, chúng ta được mai táng với Đức Kitô trong bí tích thánh tẩy để được cùng người sống đời sống mới. Bởi thế, giờ đây, thời gian thanh luyện của mùa chay đã kết thúc. Chúng ta cùng nhau lặp lại những điều đã tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy là từ bỏ Satan với tất cả những gì thuộc về nó và trung thành phụng sự Chúa trong hội thánh công giáo. Để sống cho xứng đáng là con cái tự do của Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ gian tà không? Anh chị em có từ bỏ Satan là đầu mối gây ra mọi tội ác không? Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô là con một của Chúa Cha và là Chúa chúng ta, đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng, đã từ cõi chết sống lại và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Chúa Thánh Thần, tin kính Giáo hội Thánh Thiện và Công giáo, tin mầu nhiệm hiệp thông trong dân thánh, tin có ơn tha tội, tin xác phàm sẽ sống lại và tin có sự sống đời đời không? Tin Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã giải thoát chúng ta khỏi vòng tội lỗi và cho chúng ta được tái sinh nhờ nước và Thánh Thần. Nguyện xin Người ban ơn gìn giữ chúng ta luôn kết hợp với Đức Kitô để được sống muôn đời. Amen. Hallelujah.
Chúa con và đứng Chúa thánh thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Anh chị em thân mến, trong ánh sáng rực rỡ của đêm nay, Hội Thánh tuyên xưng Đức Giêsu Kitô đã phục sinh khải hoàn, mở đường cho nhân loại tiến vào thiên quốc. Với trái tim bừng cháy niềm vui, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Con người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn khôn ngoan và sức mạnh của Đấng Phục Sinh cho Đức Giáo Hoàng Francisco và các vị mục tử trong Hội Thánh, để các ngài can đảm dẫn thân cho tin mừng giữa những thách đố của thế giới hôm nay. Tôi không chết nhưng tôi sẽ sống. Xin cho anh chị em tân tòng trên toàn thế giới hôm nay lãnh nhận ơn tái sinh qua bí tích rửa tội, luôn bước đi trong ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh, để ngày càng vững mạnh trong đức tin mà làm chứng cho Chúa trong đời sống hàng ngày. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm. Xin cho những người đau khổ và bệnh tật được ánh sáng Chúa Kitô phục sinh soi chiếu, cảm nghiệm được ơn sức mạnh nâng đỡ, ủy an của Chúa để can đảm đón nhận thánh giá cuộc đời, với hy vọng sẽ cùng phục sinh với Chúa trong vinh quang mai này. Xin Chúa nhận lời chúng con. Người đã sống lại và kìa người đến xứ Galilea trước các ông. Xin cho cộng đoàn chúng ta can đảm tuyên xưng Chúa sống lại bằng đời sống vui tươi thánh thiện, để sức sống phục sinh lan tỏa đến cho những người sống chung quanh. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã cho con Chúa sống lại để chiêu sang ơn cứu độ trên chúng con. Xin cho chúng con khi hân hoan mừng Đức Kitô sống lại, biết trung thành bước đi trong ánh sáng phục sinh của Người, để thắp lên niềm vui và hy vọng cho một thế giới đang chịu nhiều khổ đau vì sự dữ lan tràn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Phần 4.
phụng vụ thánh thể. Phần phụng vụ thánh thể mà chúng ta sắp cử hành sẽ làm cho niềm vui của chúng ta đêm nay thêm trọn vẹn. Bởi Chúa Kitô, Chiên Hy Tế, đã chết nhưng đã phục sinh vì chúng ta. Ngài tự trở thành sự sống, thành lương thực thần linh nuôi dưỡng và nối kết chúng ta với Thiên Chúa và với nhau. Chúng ta hãy hiệp dâng và cảm tạ Thiên Chúa. Xin Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta trong hiến tế tình yêu mà Ngài ban tặng cho chúng ta hôm nay, để chọn cuộc sống chúng ta luôn là một bài ca tụng tình yêu Chúa. Những giọt máu của nhân
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thương nhận lời cầu và của lễ chúng con dâng tiên Chúa, để lễ tế này khơi nguồn từ mầu nhiệm vượt qua, trở nên thần dược đem lại cho chúng con sức sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha, chúng con tuyên xưng Cha mọi lúc và hân hoan ca tụng Cha vinh hiền, nhất là trong đêm này, thật là chính đáng phải đáo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi Đức Kitô từ hiên tế làm chiên vượt qua của chúng con, chính Người là chiên thật đã xóa tội trần gian, Người đã chết để diệt trừ sự chết nơi chúng con, và đã sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu, lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại, đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời ca triệu thần thiên quốc hát bài ca chúc tùng Cha vinh hiền, và không ngừng tung hô rằng... Ôi thôi Chúa là Thiên Chúa cạn đạo bi, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoàn hồn Chúa trên cả cơn trời, chúng tùng nâng ngự đến nhân danh Chúa, hoàn hồn Chúa trên cả cơn là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Nhưng của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tôi, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục giao phần chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con, đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bà tổ tiên ông bà cha mẹ
và tam bằng quyền thuộc chúng con đã lý chân trong ti tuông qua chuẩn. Xin cho hết tài độ và hồng an sang tôn nhân Chúa. Chúng con này xin Chúa, tông sốt ta các chúng con, cho chúng con được tông hồng sống sự sống đời đời, cùng với đức tin như Maria, mẹ tiên Chúa, các tan tông ba ta toàn, và toàn tế các tan, đã sống đêm lòng Chúa qua mỗi tối đời, và cùng với các nhai, chúng con đồ càng nhồi và tôn vinh Chúa, nhờ Chúa Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng những bí tích vượt qua nuôi dưỡng chúng con, xin cùng ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu, giúp chúng con biết tâm đầu ý hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh em đi, anh chị em đi bình an. Hallelujah, hallelujah. Con xin mời quý cha an tòa. Xin mời kính mời tất cả anh chị em chúng ta an tòa. Hôm nay là ngày lễ Chúa Phục Sinh. Con xin được thay lời cho cộng đoàn chúc quý cha
mừng lễ Chùa Phục Sinh tới quý cha. Chúc quý cha có một ngày lễ nhiều niềm vui và bình an trong Chúa. Và xin cũng chúc quý anh chị em chúng ta có một ngày lễ thật nhiều niềm vui, bình an và được nhiều hồng ân của Chúa trong ngày lễ Phục Sinh. Và cộng đoàn có một xin thông báo một số như sau. Ngày mai ở tại địa điểm nhà thờ này sẽ không có thánh lễ, và thay vào đó thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh, đại lễ mừng Chúa Phục Sinh sẽ được cử hành tại sân bóng nơi tổ chức hội thao của cộng đoàn. Xin anh chị em chúng ta vào fanpage của cộng đoàn để chúng ta lấy thông tin và địa chỉ ở đó. Xin được thông báo chương trình cho ngày hội thao và thánh lễ cho ngày đại lễ Phục Sinh ngày mai như sau. 7:30 tập trung, 8:00 sẽ là trận bóng đá đầu tiên giữa nhóm 1 và nhóm 2, và tiếp theo nhóm 3 và nhóm 4, và tiếp theo đó sẽ là khai mạc cho ngày hội thao của cộng đoàn, và tiếp theo đó sẽ là bóng đá nữ và nghỉ trưa ăn trưa và tiều, và buổi chiều sẽ kế tiếp những trận bóng tiếp theo, và thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 17:00 chiều. Địa điểm cũng ở tổ chức tại sân vận động bóng đá đó. Và tham gia hội thao cộng đoàn năm nay gồm 4 nhóm ở trong cộng đoàn, và có thêm cộng đoàn Haman nữa là thành 5 đội bóng. Và năm nay sẽ có bóng đá nữ dành cho 4 nhóm ở trong cộng đoàn. Xin anh chị em chúng ta sắp xếp thời gian rồi chúng ta đến tham gia hội thao với cộng đoàn, cũng như tham dự thánh lễ mừng Chùa Phục Sinh. Ngày mai chị em chúng ta chuẩn bị giày tất tham gia đá bóng. Rồi thì những cái nến như anh chị em chúng ta đã dùng cho thánh lễ ngày hôm nay, nến này đã được làm phép, sau thánh lễ xin anh chị em chúng ta mang về, không nên để ở đây và không nên vứt, chúng ta mang về để ở phòng. Con xin cảm ơn. Xin thông báo một chút cho cộng đoàn mình. Hiện bây giờ ở trên nhà thờ trên là bắt đầu lễ, nên chúng ta cũng giữ cái bầu khí chung cho nhà thờ bên trên. Họ có một cái bầu khí linh thiêng trong đêm Phục Sinh. Lát nữa khi mà đi ra, xin mọi người, mỗi người chúng ta ý thức một chút, mình giữ tim lặng cho họ nhé. Chúng ta biết chúng ta mượn được ở nơi đây cử hành là không phải một chuyện đơn giản, phải không nào? Nên mỗi người chúng ta, mỗi người góp ý thức một chút để giúp cho cộng đoàn ở trên họ có được cái sự linh thiêng trong vọng Phục Sinh. Xin cảm ơn. Cũng xin cảm ơn các anh chị em, cảm ơn sơ, cha và cộng đoàn. Chúc cộng đoàn của chúng ta có một ngày lễ Phục Sinh rất là nhiều niềm vui. Và ngày mai có những trận bóng, trận giao lưu giữa anh chị em với nhau thật là vui vẻ, đầy nhiệt huyết. Và qua đó chúng ta cũng tiếp tục lan tỏa tình yêu thương của Đức Giêsu Kitô Phục Sinh. Ngài đã chết để rồi Phục Sinh, để rồi cho mọi người chúng ta cũng sống với Ngài và lan tỏa tình yêu thương đó cho anh chị em của chúng ta. Mà nơi mà chúng ta đang sống, chúng ta đang làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa ở nơi cái vùng đất này. Một lần nữa chúc mừng lễ Phục Sinh đến tất cả anh chị em. Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, Chúa. Alleluia.
trong cậy đất thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đừng nữ động chi nguyện vì sang lắm. Hằng chừa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy là thanh trai tìm được Chúa Giêsu. Thương so chúng con. Lạy trai tin thực thanh cực tình ra thanh được bà Maria. Cầu cho chúng con. Lạy ông thanh chú sẽ là bàn tay sạch được bà Maria trong đời đồng chi. Cầu cho chúng con. Nữ cầu cho chúng con. Đức Mẹ phù ma sao hữu. Cầu cho chúng con. Các thánh tử vì đạo Việt Nam. Cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mọi người xếp ghế nhẹ.